tính quay ICK máy rồi chơi chân quay đầu lại. Đi xe kia 28 nè. Thì anh cột đó để cho nó vuốt hả các bạn, cho nó vuốt cho nó, nó vuốt cho nó đẹp hai bên cái mé, để không nó rớt, nó rớt lại ha. Rồi xuất phát. À, có những cây nó tém hai bên nè, nó tém hai bên là đẹp chút xíu. Ở miền Tây á các bạn, ở miền Tây á mấy anh em mà chế máy đánh đường nước rồi nhìn đã lắm. Rồi Vũ mến chào các bạn nha, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hiện tại mà đang ở bên cánh đồng của Sư Năm các bạn. Đây thì nó thuộc về của ấp Suối Giọt ha, xã Thái Bình, Châu Thành, Tây Ninh. Ở này thì mình đi qua đây xem thử anh em lấy nước vô để mà sới, để mà xà lúa các bạn. Mình tính đâu là mấy chiếc mấy cài bự bự chạy các bạn, ai về qua đây gặp con Isuki. Isuki nhỏ nè, Isuki đỏ, Isuki nhỏ nè, là chắc hai 2,5-2,8 đây. Cái dòng đỏ này thì nó dòng trắng chứ không có lẻ hả các bạn. Bây giờ nói chung ra bố hổm hình như là sới rồi các bạn, sới rồi anh em ta lấy sới khô rồi ha. Rồi anh em ta lấy nước vô. Bây giờ là chiếc này chẳng qua là nó chạy nó chạc cho đất nó bằng phẳng nó thôi các bạn. Bằng phẳng lại xong là anh em người ta đánh đường nước đó là xong rồi nha. Tính quay ICK máy rồi chưa chân quay đầu lại. Thì nói chung là lâu rồi các bạn, lâu rồi mình không có quay dòng mấy cài nhỏ kiểu này chạy ha. Hôm nay thôi sẵn có dịp quay em nói chặt đất cho các bạn xem nha. Nãy hỏi anh chủ đất đó thì anh nói là cây kéo cái cây chạc này bị ngang tới 6 mét rồi nha các bạn. Nói chung là xe Tây Ninh thì các bạn thấy là đa số phần đông là xe anh em để xe riêng ha, xe riêng với lại làm những cái đống ruộng nhỏ nhỏ không à, chứ không có giống như là mấy chiếc xe độ ở miền Tây ha. Ở miền Tây mấy xe độ chạy mới dữ, miền Tây mấy xe độ chạy khủng khiếp lắm. Isuki 28 ha. Đó, cây ngày 6 mét. Cái này cây này tròn dưới tay chứ. Thôi nhìn giống ống nước ha. Nhìn giống ống nước thôi chứ các bạn ơi. Chứ đâu có cây nào vậy, chỉ có chắc ống nước quá. Có nhiều người thì ta kéo cái tấm dán ha. Nhiều người kéo tấm dán, còn này anh này anh kéo ống nước. Mà chắc lạng mấy vòng nữa anh mới lạng mấy vòng nữa anh mới đánh đường nước quá. Thì đây là cái đám ruộng nữa các bạn, đám này cũng nhỏ các bạn, đám này khoảng có 5-6 công ha, khoảng 5-6 công. Dòng ra bên đây đó, dòng hướng Chợ Mộc nè, xa xa trong đó là cái trường trực bắn của Sư Năm đó các bạn. Bắn sư năm trong đây ha. Các bạn, đó là trực bắn sư năm nè. Cái đám kế bên hình như là anh em đã xa rồi nè. Xa rồi ha. Giờ đang khai nước ra nè. Ở đây thì anh em xả lúa thơm các bạn. Lúa thơm thì nó tầm 95 ngày ha. Còn có người thì xạ 54-51 các bạn, còn có người thì xạ 504 nữa ha. Tùy theo tức là tùy theo cái vùng đất đó mà anh em ta xạ như giống như thế nào nha. Một cầu
Cái dòng này hình như này cũng là dòng TS các bạn, nhưng mà nó là xe đỏ thì nó là trắng ha. Còn xe xanh nó mới là lẻ. Ở đây thì nó còn sót là mấy đám thôi các bạn. Còn sót là mấy đám ruộng chỗ này thôi, đợi nước về là anh đây là đợi nước về anh em ta mới xạ. Nên bây giờ nước về nè các bạn, anh em ta làm ha. Còn giờ mình đi kiếm mấy cày cực lắm các bạn ơi. Năm nay không nhà mình bị hụt video dữ vậy. Năm nay thiếu video các bạn, thiếu video đăng. Tiếng máy tiếng bồ nghe cũng được ha. Chưa nè, còn cho còn lạng mấy dòng nữa. Cái gọc cây nè, gọc cây để hồi kéo đường nước nè các bạn, gọc cây để kéo đường nước ha. Tám thì nó 28 HP ha các bạn, nhưng mà còn thông số phải tra lại biết nha, để mình tra lại coi chiếc này là bê tông bao nhiêu ha các bạn, nặng sát nặng bao nhiêu ha. Mình tra thông số nó không ra các bạn ơi, nó chỉ để ba máy và 28 HP thôi các bạn, còn ngoài ra mấy cái khác không ra ha. Giờ không biết là xong rồi đánh đường nước luôn chưa các bạn, hay là đợi nước cạn cạn mới đánh, hay mình có không rành nữa ha. Chiếc này thì mình tuy rằng mình tra không có ra cái thông số đầy đủ các bạn, nhưng mà chiếc này thì nó cũng nhẹ sát ha, chứ cũng tầm tấn 2 trở lại các bạn, nó tấn 2 tấn 3 trở lại vậy ha, cũng nhỏ cũng nhẹ cũng nhỏ mà. Vít tông rồi thì mình tra không ra thôi, chứ thật sự nó là ba máy quá, 28 10 thì cũng ba máy ha. Ba máy rồi trời, trong khi anh đấu máy rồi á, ví dụ 2 5 10 anh đấu máy 28 31 nữa các bạn. Rồi xong ha, có thể là rồi bỏ xuống ha. Rồi bắt đầu đánh đường nước nha, đánh từ cái đầu dưới này đánh lên. Chưa hả? Ủa chưa đánh đường nước hả anh? Hả? Đánh chưa? Cắt rò, để cắt rò cho quay cắt rò cái cho tèm. À cắt rò là càng sao ta? Đúng rồi thì đợi cắt nước á. Dạ, nhanh cày xuống anh cột lại anh đánh đường nước ha. Đánh nó vét cho nó đẹp. Vét hai bên đẹp hơn. Tém lên. Isuki đỏ. Dạ. Còn giờ là nếu mà mình không có lấy cái nhánh cây mình cột theo thì nó hay rớt lại phải không? À clip rỗng lại ha. Dạ. Dạ. Thôi giờ chú dạ chú chuẩn bị xạ luôn nha. Giờ lấy dây cột lại phải không? Không có lấy điện thoại ra các bạn, mình lấy cái máy qua giùm mình giùm chơi luôn ha.
Thôi cho cột thả, thả cái đó xuống. Trong cái bao cái gì trong đó anh? Ngọc cây à? Ủa cái này là cái ống nước hả? Ống sắt hả? À, ống sắt. À, ống sắt gần cái 100 kg. Nó là mấy ta? Ống 114 dày 3 ly rồi. À, 114 dày 3 ly. Nãy xa anh nói ống nước, nếu mà ống nước thì nó sẽ bị cong chứ đúng không? Ống nước thì nặng nó bị cong, con này nó không có cong. Thì anh cột nó để cho nó vuốt hả các bạn? Cho nó vuốt cho nó nó đẹp hai bên cái mé để không nó rớt, nó rớt lại ha. Rồi. Này cắt mấy đường ta? Anh cắt mấy đường? Này là 7 tấm đường vậy các bạn. 7 tấm đường vậy. À 7 tấm đường luôn à. Cái đất này hơi lớn các bạn. Rồi xuất phát. Ê nó mềm quá, cái đại từ từ cắt không? Tại nó mềm quá các bạn, nó mềm quá thì nè nó bị chào trở lại ha. Bạn chạy qua nó chào trở lại. Ống sắt 114 nha các bạn. Ống sắt này ảnh có bích mấy cái đầu lại nha, nên nó là cảm giác các bạn thấy là giống như là nước không có vô trong được á, nó nhẹ nha. Nhẹ nổi lên trên. Ủa anh, cái ống sắt này là mình bịt hai cái đầu lại là vậy là nó cứng đâu có nước vô được phải không? À. À. À, đậu nhớt vô đừng cho nó oxy quá. Nước nó đang chảy, đang rút cũng nhanh đó các bạn. Nó đừng nước thì nó sẽ mau hơn nữa ha. Nó đừng nước thì nó sẽ mau hơn nữa. Nó cho nặng nặng thêm chút xíu. Chút xíu nó nước, ít nước rồi, không là không có nước rửa tay luôn á. Rồi xuất phát. À, có nhánh cây nó tém hai bên nè, nó tém hai bên đẹp đẹp chút xíu. Ở miền Tây á các bạn, ở miền Tây á mấy anh em chế máy đánh đường nước rồi nhìn đã lắm. Ở Tây Ninh mình thì làm đơn giản thôi nha. Chỗ đó gò hơi cao. Lên trên kia, chủ yếu là lên trên kia các bạn, lên trên kia xong nước nó đùa về ha. Đó, khoảng ba xa đây là hoành xuống nha các bạn. Bề ngang khoảng 10 mét vậy đó, 10 mét đã hoành xuống nha. Cũng không nhất thiết là phải tới 10 mét đó các bạn. Cũng canh ha. Đường cái đường mày đã đánh nãy nè. Rồi nước đang rút xuống ha, đang rút xuống rồi chảy ra người về dưới này nha. Có chữ giữa này hơi khô nè, hơi cao nè. Hơi cao giờ vậy là nhân nó phải nhờ cái đường bên đây nhiều hơn. Nhờ đường bên đây nhiều hơn nha.
À, thế nên các bạn biết không, khi mà những cái đống ruộng mà là xài đất khô á, thì xe lớn nó xuống nhiều. Còn mấy ví dụ như ba cái này nè, cái này là các bạn biết sao không, cái này là mình lấy nước vô để mà mình xới nước á, nên là anh em ở Tây Ninh cũng ít sử dụng xe lớn lắm. Đa số bằng đồng này cũng 290, 185 rồi trở lại ha, Pho 46 rồi đó. Xới thì cũng có các bạn, bến cầu thì anh em xới nước cũng có xe lớn, nhưng mà tại đất, tùy theo đã dùng đất cái chân nó cứng á, thì anh em dùng xe lớn xuống được. Còn giờ chân mà hơi mềm á, thì anh em ta có không có dùng xe lớn ha. Còn cái này các bạn, cái này cũng là chân cứng nè, nhưng mà tại anh em ta có xe nhà hay là cái gì rồi đó, thì mình chạy mình không cần xe lớn xuống ha. Đó, không cua. Còn sáng rồi, còn sáng rồi. Không cua đi lên. Còn bây giờ chú chuẩn bị xạ nè các bạn. Cái máy này chú mua 4 năm rồi nè. Thời đó mua 4 triệu mấy ha. Máy này hai thì của Nhật nha. 4 thì. 4 thì, 4 thì ha. 4 thì. Còn cái hai thì là nó mới nó triệu mấy 2 triệu à. Nó hai thì nó rẻ hơn. Còn này là 4 thì. Bốn thì tiếng máy nó không nghe không đã hai thì các bạn, nhưng mà nó là cái độ bền nó cao hơn ha. Máy này là chú mua 4 năm mà xài không có hư hao chứ. Dạ nghi mệt, nghi mệt chút ha. Không có uống nước. À uống nước ha. Cái này nó né té kinh chết luôn. Né té đây là xong luôn. Đây chú xạ cái giống lúa thơm ha. Cái vùng này thì hình như mình làm lúa nó cũng không trúng lắm hả chú? Cũng công nông sân này công 30 giả. À nó cũng tả đó trở lại à. Ừ. Nó không có sao bì với cái giặc cầu nổi ha, là giặc bên sông bên nó giặc cái đấy được. Phù sa mình đâu bì được. Dạ nó đất phù, nó đất còn phù sa. Đâu này hơi nặng ha. Đám này mà cỡ tôi chịu rải xiết, ông cà bưa kìa tôi rải đâu tới 1 tiếng. Dạ. Cái này là 7 công nha các bạn. Chú nói cho mình chú là xạ không tới 1 tiếng đó. 1 tiếng trở lại là xong rồi. Cái bình này nó bao nhiêu ký chú? Bình đựng nửa bao diêm á, 25 ký á. 25 ký ha. À. 25 ký diêm á. Dạ. Còn cái máy nữa khoảng 40 ký. À đó. Cái này mình ngâm cho lên mọng cả này hả chú? Ừ. Cho lên mọng cả này các bạn. Chứ không cho ra dài quá, ra dài quá thì nó sẽ bị dính nó ra không được. Này mình ngâm bao lâu mình mới ấy chú? Ngâm đêm ủ đêm à? À ngâm đêm ủ đêm hả? Mà gì mà mạnh ghê ha. Ừ. Sao đổ ngoài. Chú gắn ém ha, tại cái hậu nên hơi dài các bạn, hơi lá cỡ. Nên là chú ém bỏ đầu giặt này chút, bỏ đầu kia anh, chút cho đủ. Anh cào bò lâu không được. Bò nó cào không? Rồi vậy để tôi đó rò đó tôi rải sau. Vậy đi gọi giữa này trước. Rồi trong bò còn dắt đường nước cặp bò nữa. Đó là nó 4 thì không? Thì cái máy nó im nè, nó không như hai thì. Thì hai thì nghe mới phê. Chú chừa cái cặp bà này lại các bạn, nếu mà lại có thiếu á, một lát đứng trên bờ quơ xuống các bạn. Tại cái hậu nó hơi dài lỡ cả ha. Dàn này thì anh em ta xả máy của đây các bạn. Nó cũng nhanh nha. 7 công mà xạ hơn cả tiếng trở lại thì cũng nhanh. Rồi thôi video kết thúc đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình nha. Ở đây là đất này là của mấy anh em. À, đất đằng nước đã dài xong, sắp xong nha các bạn. Rồi sao chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình. Rồi bye bye các bạn.